Ngải cứu hay ngải diệp là một loại thảo dược quý trong Đông y, có nhiều tác dụng bổ ích cho sức khỏe và chữa bệnh. Tuy nhiên, việc sử dụng ngải cứu cần được thực hiện cẩn thận và tuân theo một số lưu ý sau đây. Công dụng của ngải cứu. Điều hòa kinh nguyệt. Ngải cứu giúp điều hòa chu kỳ kinh nguyệt, giảm triệu chứng đau bụng và lượng máu kinh. Trị kinh nguyệt không đều. Sử dụng ngải cứu trong chu kỳ kinh nguyệt giúp làm ổn định kinh mạch. Trị cảm cúm do ho lạnh. Hỗn hợp ngải cứu Lá khuynh diệp và lá bưởi nấu nước giúp giảm triệu chứng cúm hiệu quả. Giúp an thai. Hỗn hợp ngải cứu, lá tía tô giúp an thai tự nhiên và giảm triệu chứng đau bụng khi mang thai. Hỗ trợ bà mẹ đang cho con bú và người kiệt sức. Rau ngải cứu giúp bà mẹ đang cho con bú hồi phục sức khỏe nhanh chóng. Ngoài ra, ngải cứu cũng hỗ trợ người kiệt sức để cải thiện tình trạng sức khỏe. Trị mụn trứng cá. Ngải cứu dã nát được áp dụng lên mặt giúp làm mịn da và giảm mụn trứng cá trị mẩn ngứa, ghẻ lở, rôm sảy ở trẻ. Nước cốt từ lá ngải cứu giúp giảm ngứa và làm lành vùng da bị tổn thương ở trẻ nhỏ. Điều trị suy nhược cơ thể. Hầm ngải cứu kết hợp với các thành phần khác giúp tăng cường sức khỏe và bổ sung năng lượng. Điều trị đau lưng. Việc xoa ngải cứu giã nát trên vùng lưng giúp giảm đau lưng do gai cột sống. Lưu ý khi sử dụng ngải cứu. Hạn chế lượng sử dụng. Không nên dùng quá nhiều ngải cứu trong một lần và mỗi tuần để tránh ngộ độc và tác dụng phụ. tránh sử dụng khi mang thai, từng xảy thai, sinh non. phụ nữ mang thai hoặc có tiền sử xảy thai, sinh non nên tránh sử dụng ngải cứu. không dùng khi cho con bú. phụ nữ đang cho con bú cũng nên hạn chế sử dụng ngải cứu để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Kiên kỵ kết hợp với thuốc khác. không nên kết hợp sử dụng ngải cứu với các loại thuốc khác mà có thể gây tương tác và phản tác dụng. thận trọng với người mẫn cảm. Những người có cơ địa mẫn cảm với thảo dược nên thận trọng khi sử dụng ngải cứu. Giới hạn thời gian sử dụng. Không nên dùng ngải cứu liên tục trong thời gian dài. Nếu bạn muốn sử dụng ngải cứu để điều trị hoặc bổ sung sức khỏe, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế để được tư vấn cụ thể và đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mình. Mọi người hãy thích, chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Có thắc mắc góp ý hay muốn chúng tôi làm về đề tài gì, xin hãy để lại bình luận để chúng tôi được phục vụ. Xin chân thành cảm ơn.